Thank you.
con nhé. Nó to vậy. Bán cho đi. Bán thật đấy ông à, không cho được đâu. Ông mua không? À, ông cầm một bình cho ăn thế nào. Vâng, ông ủng hộ cháu hai con nhá. Đấy nhá. Được thế á. Cái thịt chưa? Thank you.
Đang quá. Ôi giời, chết đấy rồi. Rồi. Mm-hmm.